Alo. Chào em gái nhé, gửi lời chào đến Berlin. Mọi người có khỏe không em? Xin chào các bạn, xin chào. Nay là một ngày rất là đẹp trời, và tối hôm qua khi mà mình ngồi thiền lúc 4 giờ sáng, 3 4 giờ sáng thì là trời rất là nhiều sao, đầy sao. Mình chờ 5 phút để chào hỏi mọi người và đón thêm các bạn vào nghe cái chương trình này. Bạn có thể mời mọi người cùng vào nghe và có những cái câu hỏi gì các bạn có thể đặt và có thể tương tác với mình được. Mọi người ở Berlin khỏe chứ em? Khương vẫn đi làm hay là cũng ngồi nghe? Các chị đang nhớ Anna lắm đấy nhá. Các chị buồn ngồi bị kìm chân ở nhà, không đi chơi được, không đi được với bạn bè, đâm ra là cũng buồn. Và nhất là Xuân Mai thì lại càng là bức bí hơn. Cho nên là cô ta có vẻ giàu dĩ hơn một chút. Ok, nhiều bạn có nhắn tin với mình rằng là bận may khẩu trang nên là chưa vào nghe cái video này của mình được, thì các bạn có thể nghe lại ở trên Facebook hoặc là có thể xem ở trên YouTube của mình sẽ đưa lên kênh YouTube của mình. Và để cái thời gian mà khỏi phải mất thời gian lâu, bởi vì là ai cũng bận rộn, nói là cái thời gian để nghỉ ngơi, để quay vào tĩnh dưỡng cho mình, nhưng mà mỗi người đều có những cái công việc riêng của mình, cho nên là mình sẽ vào ngay cái chủ đề chính của ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với một cái không gian của mình, không gian đầy tình yêu thương bao la. Cả cái căn phòng này, cả một cái khoảng trời này là đầy những cái tình yêu thương, đầy năng lượng yêu thương. Và chào mừng các bạn đã đến với cái video này của mình để lắng nghe những cái điều mà mình chia sẻ trong cái quá trình mà mình là người trị liệu, là người chữa lành ở Đức này. Thì những cái kinh nghiệm gì mà mình nói ở đây, mình chia sẻ với các bạn ở đây là tất cả những cái trải nghiệm mình đã trải nghiệm qua khi mà trong cái quá trình trị liệu với khách trong nhiều năm nay, và những cái kết quả đó nó đưa cho mình những cái niềm tin, những cái niềm tin vào tất cả, về tất cả thế giới tâm linh, về thế giới vô hình xung quanh mình, rồi những cái điều mà kỳ lạ đã xảy ra trong cuộc đời mà mình đón nhận được điều đấy, và mình muốn chia sẻ cùng với các bạn. Bởi vì khi mà chia sẻ những cái hạnh phúc, mình muốn trao cái hạnh phúc của mình cho những người khác, cho những cái bạn khác, thì và những cái chia sẻ này tích cực ấy thì là mẹ sẽ hỗ trợ cho các bạn và giúp cho các bạn hạnh phúc, và cái bộ não của mình càng được kích thích, giải phóng cái hormone và tăng cường cái hormone hạnh phúc lên, và cái hạnh phúc của bạn là hạnh phúc của mình.
những bạn mà đã biết Minh trên và đã biết Minh rồi thì là Minh không cần phải giới thiệu lại, nhưng mà nếu mà những cái bạn mà chưa biết qua Minh thì Minh có thể giới thiệu là Minh đã ở Đức này được 32 năm, và khi mà bước vào cái con đường tâm linh này thì là năm 2012, cách đây là 8 năm. Và với những cái trải nghiệm này thì mình cảm thấy được kết nối với nguồn, được kết nối với cái hóa thân của mình, và cảm thấy cuộc sống nó bình an, nó hạnh phúc, và luôn luôn đón nhận những cái điều kỳ diệu xảy ra trong từng ngày. Và trong từng ngày mình rất muốn là mình sống như thế nào để những cái ngày mình sống cũng như là cái ngày cuối cùng, vậy mình có gì mình trao đi được thì mình sẵn sàng mình chia sẻ, mình trao cho các bạn. Và nhất là hôm qua khi mà quyết định làm cái video này thì mình cũng nhận được cái thông điệp là mình phải chia sẻ ra, mình phải chia sẻ ra. Bởi vì thực ra cái thời gian của mình cũng không phải là có nhiều, mình đang tập trung vào viết sách về chữa lành để có thể xuất bản càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà mình lại phải dừng lại, mình không bước tiếp được nữa, bởi vì cái thông điệp này nó đến là mình phải chia sẻ ngay cái vấn đề này ngay lập tức. Bởi vì khi mà viết vào cuốn sách rồi là trau chuốt từng từ ngữ rồi in rồi đưa ra thì là nó là cả một cái thời gian nữa, không biết là 1 tháng, 2 tháng, 5, 7 tháng gì nữa. Thế cho nên là cái video là cái mình chia sẻ được ngay lập tức, ngay tức thì. Và những cái bạn nào gặp phải trong cái trường hợp này, hoặc là mình cảm thấy những cái người bạn bè của mình xung quanh mình cũng có những cái trường hợp tương tự như vậy, thì các bạn có thể giúp đỡ người ta bằng cách chia sẻ cái video này cho người ta lắng nghe. Và trong toàn bộ quá trình cái buổi hôm nay là một cái buổi chữa lành, một cái buổi chữa lành. Và khi mà lắng nghe, các bạn sẽ trải nghiệm sau cái buổi xích xung này của mình thì các bạn sẽ cảm thấy an lạc hơn, bình an hơn, và yên tâm hơn, và cảm thấy tự tin hơn, và sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của các bạn cho mình. Cái chủ đề ngày hôm nay là cái chủ đề là nạo phá thai. Nạo phá thai thì những cái người khách đầu tiên đến với mình chắc có lẽ là từ Việt Nam, từ những cái fan hai lung, tức là mình chữa bệnh từ xa, mình kết nối với người ta bằng điện thoại, bằng nhắn tin, hoặc là những cái Zalo hoặc là Viber. Mình bắt đầu từ những cái người cách đây 5-6 năm thì mình là kết nối với những người mà người ta bị không được bình yên khi mà mình đã nạo phá thai, và bây giờ mình cảm thấy bất ổn, mình cảm thấy đau khổ, mình cảm thấy có lỗi, mình cảm thấy cái tâm của mình không được an. Và như vậy thì người ta sinh ra rất là nhiều cái bệnh về tâm thần. Và mình nghe mọi người giới thiệu những người đó cho mình thì mình đã tư vấn qua điện thoại. Và sau cái thời điểm đấy thì là người ta đã khá lên, người ta đã khỏe lên, và mình rất vui mừng là đã giúp đỡ được họ. Và theo những cái niềm tin đó, mình lại đem vào để trị liệu, để giúp đỡ cho những người Đức ở bên này. Thì khi những người Đức ở bên này người ta đến với mình trong quá trình đi nghỉ dưỡng, đi nghỉ để đi nhịn ăn trong một tuần, người ta tách rời hết tất cả, rời xa gia đình, rời xa con cái, rời xa vợ chồng. Cũng có trường hợp là đến hai người, cả vợ cả chồng đi, nhưng mà cái trường hợp ấy thì rất là hãn hữu. Và khi mà tách ra khỏi cái sự xáo động xung quanh mình hàng ngày ấy, thì mình sẽ quay lại về chính bản thể của mình. Khi ở nhà, tại sao khi mà mình ở nhà thì mình không nhịn ăn được, tại sao mình không ăn chay được, tại sao mình không kết nối với cơ thể của mình được? Bởi vì tất cả những cái điều xung quanh, cả một cái trường năng lượng, tiếng Đức nó gọi là collective,
Faith tức là cả một cái trường năng lượng của nhiều người chứ không phải là của một người. Nó ảnh hưởng đến mình, làm cho cái tư tưởng của mình nó cứ san sẻ ra chỗ nọ chỗ kia, cái tâm của mình nó không định vào được một hướng. Và lúc đấy thì người ta không có thể kết nối được với nguồn. Và khi về cái vùng biển của chỗ mình để đi trị liệu, để đi tĩnh dưỡng trong một tuần nhịn ăn, và người ta đi hàng ngày, người ta đi 10 đến 20 cây số dọc bờ biển để quan sát, để theo dõi, để từng nhóm như thế đi. Và khi người ta về, người ta có thể kết nối lại cơ thể, người ta thải những cái độc không phải riêng ở trong cơ thể mà trong cái JL, trong cái linh hồn của mình nữa. Thế là cái một điều rất là tuyệt vời, và mình cũng rất là cảm ơn, mình rất là biết ơn khi mình có được ở trong cái đội ngũ những người trị liệu ở đấy, ở trong cái những cái Fasten House ở cái hòn đảo này. Và từng ngày mình có những cái trải nghiệm đấy thì mình thấy rằng nó tuyệt vời như vậy, tại sao mình không viết một cuốn sách để cho mọi người có thể đọc qua cuốn sách này, có thể nhìn lại được mình, có thể suy nghĩ được và có thể chữa lành được cho chính mình. Chính vì thế là mình đã cái ý nghĩ này mình đã viết. Mà và trong cái thời gian viết thì nhiều cái điều rất là tuyệt vời xảy ra mà mình muốn chia sẻ ngay lập tức để các bạn có thể áp dụng, mình có thể sử dụng được những cái điều này trong cuộc sống hàng ngày và ngay lập tức, ngay bây giờ. Bởi vì cách đây một hôm mình cũng nghe vào cái trang trên internet, vào một cái video để nghe bạn Sarah, bạn ấy chia sẻ về cái những cái bí mật của Phan Thiên Ân. Thì có cái điều tức là lúc nào mình cũng nghĩ rằng cái hôm nay là ngày cuối cùng thì mình sẽ làm được gì cho mọi người, mình sẽ làm được cho mình sẽ để lại gì cho mọi người. Bởi vì mình cũng là người theo đạo Phật thì mình biết rằng cái cuộc sống nó là vô thường. Có thể hôm nay mình ngồi đấy, mình vui vẻ, mình cười, mình chia sẻ với các bạn, nhưng một lúc sau mình đi đâu hoặc là mình cái điều gì xảy ra thì mình không biết. Đấy, những cái điều đó là vô thường thì mình sẵn sàng đón nhận, bởi vì mình biết kế hoạch của cuộc đời mình biết nhiệm vụ của cuộc đời mình biết mình là ai. Và mình được kết nối với nguồn, mình làm những cái điều gì, mình nói những cái điều gì, mình hành động những cái điều gì có ý nghĩa, có những cái điều tốt để chia sẻ cho mọi người thì mình sẽ lan tỏa được những cái điều đó. Và khi mà mình có nhắm mắt xuôi tay thì mình cũng không ân hận gì. Và chính vì thế mình nghĩ rằng là mình phải cái chia sẻ cái video này, bởi vì hôm qua và tuần vừa rồi mình có những cái cuộc fan behandling, tức là chữa bệnh từ xa với mọi người, và mình coaching cho mọi người. Thì cái vấn đề này của rất 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 nhiều người, rất nhiều người, và chỉ có điều là người ta có nói ra hay không, có nói ra hay không. Bởi vì rất nhiều người giữ cái bí mật này ở trong người, thì khi mà mình càng giữ, khi mà mình càng ấp ủ những cái điều gì đó, những cái bí mật, những cái đau khổ, những cái phiền não ở trong người ấy, thì nó càng ngày nó như là những cái ung nhọt ấy, nó càng ngày nó phải có một cái nào đó nó phải bung ra, nó bung ra. Thì cái vai với cái gáy của mình nó rất là mỏi, vai và gáy của mình rất là mỏi. Và mình đã làm đủ mọi cách, mình tìm đủ mọi cách để hiểu rằng là tại sao mình chữa bằng diện trần và mình làm với NLV, về trí tuệ nội tâm, thì mình hiểu ra rằng đó là những cái thông điệp của những cái sinh linh, của những cái đứa trẻ nó chưa được siêu thoát, và nó muốn mình chia sẻ cái video này với các bạn để các bạn có thể hiểu được, các bạn có thể bung ra cái vỏ bọc của mình, có thể từ cái kén này bung ra thành cái con bướm rất là xinh đẹp, rất là tươi đẹp, vỡ ra một cái điều gì đấy. Và khi mình đồng ý, mình ngồi thiền định hôm qua lúc 4 giờ sáng thì mình biết rằng à, cái điều đấy là cái điều mình phải chia sẻ. Thì lúc đấy thì những cái đau, những cái mỏi mệt ở trên cổ, trên gáy của mình nó sẽ tan biến mất.
Và cũng như những cái chia sẻ lần trước của các bạn với các bạn rằng là mình qua những cái buổi trị liệu với người khách thì mình khóc rất nhiều, mình khóc bởi vì mình resonal, mình phản ứng lại với những cái đau khổ, mình cùng cảm nhận cái đau khổ ấy của người ta, thì mình khóc rất nhiều, cái nước mắt của mình rơi tuôn rơi rất nhiều, và lúc nào mình cũng có phải có cái giấy để lau và che những cái lau những cái giọt nước mắt đi để tiếp tục làm việc. Thì cho nên là mình cũng vậy, là mình cũng xin rằng là ở trên cho mình không phải rơi nước mắt nữa, mà mình chia sẻ những cái điều này ra để giảm được những nỗi đau, bớt được những cái nỗi đau của tất cả mọi người trên thế giới này, tất cả những người Việt. Bởi vì những cái điều này là mình đã trải nghiệm được rất nhiều với những người Đức. Thì tại sao mình bảo là tại sao mình không chia sẻ những cái điều này cho những cái người Việt của mình, nơi mình sinh ra, nơi mình chôn rau cắt rốn ở đấy, thì tại sao mình không chia sẻ cái điều này ra cho mọi người? Và mình không cần phải giữ, vì nhiều khi những cái người mà cũng là therapist, những người cũng là trị liệu, những người là bác sĩ, thì người ta đến và sau khi trị liệu thì mình luôn luôn hướng dẫn cho người ta cách để người ta về nhà, người ta làm những cái gì, thì người ta cũng rất là ngạc nhiên, bởi vì người ta bảo là tại sao mà bạn có thể lại chia sẻ ngay như thế được. Bởi vì khi mà người ta muốn có khách, lần sau người ta khách người ta lại đến, khách người ta lại đến, khách người ta lại đến, và cứ thay min 5, 7 lần, 10 lần. Và có những cái người mà 10 lần thay min đến mà kết quả vẫn chưa hết. Thì bởi vì khi khách người ta đến thì lúc đấy là mình có tiền. Tất nhiên lúc đấy là mình có tiền và mình tin rằng cái tiền nó sẽ vào, tự động nó sẽ vào, nó sẽ vào. Và mình tin tưởng vào cái điều đấy. Và mình cứ muốn rằng là khách người ta lần sau mình người ta đến. Thế nhưng mà khi mà ngay buổi đầu tiên người ta đến, người ta chữa, người ta khỏi, người ta mở ra được một cái điều gì đó, người ta ngộ ra được một cái điều gì, người ta vỡ ra được một cái điều gì đó, người ta biết rằng à, mình phải thay đổi. Những cái dấu hiệu của bệnh tật này là cái điều gì muốn nói với mình để cho mình thay đổi. Và khi đó thì người ta, mình đã mở cái khóa này, cái khóa bế tắc này của người ta chỉ một cái làn rất mong manh như vậy và mở ra được cho người ta. Thì lúc đấy người ta về, người ta tự nghiên cứu, người ta tự mày mò, người ta tự tìm ra cái con đường đi của mình, làm như thế nào để cho mình an lạc hơn, để cho mình hòa bình với bản thân mình hơn. Và mình cũng vui mừng là chia sẻ được điều đó, để mình, người ta không có áp hay nghịch của mình, người ta không có phải bám víu lên mình, người ta không, lúc nào người ta cần thì mình cũng sẵn sàng. Mình coaching có thể là những cái coaching ấy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng cho những người người ta còn non nớt, thì mình có sẽ đi những cái chặng đường đấy với người ta. Tức là ở bên này người ta gọi là Wegbegleiterin, tức là mình sẽ đi với người ta một cái chặng đường nào đấy. Có thể là trong 1 giờ, có thể là trong 1 buổi, có thể chỉ trong vài 3 phút khi mà mình đi ở những cái hội chợ chữa lành ở Đức này, chỉ trong 2-3 phút khi mình chữa lành bằng năng lượng cho người ta, lúc đấy người ta tự vỡ ra, người ta hiểu ra và người ta cảm thấy như là những cái tảng đá rất là nặng ở trên lưng được giải tỏa, được buông xuống, và lúc đấy người ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Đấy là cái điều mà mình rất biết ơn những người đã được mình chữa lành, đã cho mình những cái kinh nghiệm đó và đã viết cho mình những lời biết ơn, những lời cảm ơn, những cái bức thư và những cái tin nhắn, hoặc là để lại trên trên internet những cái thông tin đấy cho mình, để mình ngày càng tự tin rằng đấy là một cái cover của mình, đấy là một cái món quà của mình mà vũ trụ đã trao tặng cho mình, và mình có thể đem cái món quà này tiếp tục để chia sẻ, để trao đến cho các bạn, và nhất là các bạn Việt Nam ở Đức hiện nay và các bạn Việt Nam ở trên thế giới nói chung. Và mình tin rằng trong cái buổi xích dung này thì sẽ có rất nhiều linh hồn được chữa lành. Và mình rất vui khi nhận được những cái tin của các bạn gửi cho mình. Đấy thì không lan man để mình nói vào cái vấn đề chính là cái việc nạo thai.
cái việc nạo thai này thì rất nhiều người người ta không biết tại sao trong cuộc sống của người ta cứ có cái gì nó không được trôi chảy như họ mong muốn, như có một cái gì đó trúc đè nén vào trong cái cảm xúc của người ta, mà người ta không hề nghĩ rằng là đó là những cái đứa con, đó là những cái sinh linh mình đã vô tình nạo thai. Và khi mà những cái sinh linh đó nạo thai, bị nạo thai, không còn được sống ở trên cuộc đời này, thì nó mong muốn điều gì ở mẹ nó? Nó mong muốn điều gì ở cha nó? Thực sự ra thì có rất nhiều những cái phương pháp ở trên thế giới này để người ta có thể hóa giải, để người ta có thể trị liệu, để người ta có thể chữa lành. Thế nhưng mà các bạn thử xem đó là nguồn ở đâu, có đúng không? Nhiều khi người ta mang đến cho mình cái những cái nỗi lo sợ, những cái nỗi ám ảnh. Lúc nào mình cũng lo sợ mình làm cái việc ấy có đúng không? Mình đi theo những cái phương pháp đấy có đúng không? Và khi mà mình chưa thoát khỏi được cái những cái nỗi lo sợ, những cái nỗi ám ảnh, thì những cái phương pháp ấy có đúng cho mình không? Và mình sẽ chỉ cho các bạn hôm nay một cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất, và các bạn có thể đi chia sẻ cho rất rất nhiều người, rất rất nhiều người, để họ cũng được cái sự hiểu biết này, được họ mở ra cái tầm nhận thức, tiếng Đức gọi là Bewusstsein, Bewusstsein tức là cái ý thức của mình, tất cả chỉ trong một sát na. Ở trong đạo Phật nói là sát na, hay chỉ trong một giây phút mong manh mình nhận ra được cái điều đấy, mình thay đổi cái điều đấy, thì tất cả nó sẽ chuyển hóa hết. Và những cái nỗi sợ hãi, những cái lo lắng, những cái ám ảnh, những cái nghi ngờ, nó sẽ được biến mất. Thì mình phải, trước tiên là mình phải nói rằng mình biết rằng là mình đã tạo ra những cái nghiệp đó. Biết rằng mình đã tạo ra cái nghiệp đó, biết rằng đã tạo ra cái nghiệp sát sinh đó, thì vì lý do nào mình làm cái điều đó? Mình chưa đầy đủ điều kiện để mình sinh đứa con này ra. Mình có những nỗi lo lắng là mình đã mổ xẻ nhiều lần, bây giờ mình không muốn ra, mình không muốn đẻ cái đứa con ra trong sự tàn tật, trong cái sự mà đau khổ. Thế thì biết rằng là những cái mình đã mời gọi những cái đứa con đấy để đến, để đầu thai trong cái bụng mình, điều tốt nhất là mình nên giữ nó, đẻ nó ra. Và nếu mà không nuôi được thì mình cho, mình gửi, mình cho cô nhi viện, hoặc là mình gửi đến người nào đấy, thì đó là cũng là một điều rất là tốt, chứ không nên là phá nạo thai. Cái điều đấy là điều chắc chắn rằng như vậy. Và tại sao mình ở cái nước Đức này mình thấy rất 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 không phục những người mẹ đã sinh ra được những cái đứa con, đã biết rằng những đứa con ở trong bụng bệnh tật thế nọ thế kia, và bác sĩ người ta nói rằng là nạo thai đi, không nên giữ cái đứa con này. Thế nhưng mà tại sao người ta vẫn giữ gìn, người ta vẫn đưa yêu thương toàn bộ trong quá trình sinh nở người ta, trong quá trình mang thai, trong quá trình dưỡng thai, người ta luôn luôn nói chuyện với cái đứa con của mình, mong muốn đứa con của mình như thế nào. Và khi đứa con của mình sinh ra, dù nó có bệnh tật, dù nó có bị tật nguyền, nhưng người ta vẫn yêu thương, người ta vẫn chăm sóc, và người ta vẫn đi cùng với những đứa con đến những cái chặng đường, những cuối cùng. Mình cảm thấy rất là yêu thương, rất là kính trọng những người đàn bà như vậy. Trong người ta rất là khổ, trong người ta rất tiểu tụy, trong người ta rất là một cái người biết hy sinh cho những đứa con của mình. Thế nhưng là những cái thành quả đấy người ta đều được đón nhận. Người ta đều được đón nhận bởi vì người ta biết rằng đấy là những cái bài học trong cuộc đời của mình, bài học của mình để mình
trong cái lần đầu thai này, mình học cách yêu thương, mình học cách chia sẻ, mình học cách hiểu được những nỗi đau của người khác. Và khi người ta học được bài học này rồi thì người ta không cần phải học lại nữa. Và mới đây mình cũng mới làm cho một cái cô, mà chắc là những cái video trước mình cũng đã chia sẻ rồi, có ba đứa con và chồng bỏ bởi vì chồng không chịu đựng được với cái đứa con tàn tật này. Đứa con thứ nhất thì ok và học đại học rất là giỏi, là cô giáo ở đại học ở Bonn. Và đứa con thứ hai thì tàn tật, cũng mới ra ở riêng. Ra ở riêng như vậy thì là mẹ đã cả cuộc đời mẹ đã đi theo con, mẹ đã cùng đồng hành với con. Và đứa con thứ ba thì lấy với một cái ông chồng thứ hai, nhưng mà ông chồng thứ hai cũng messing, cũng đầy đủ những cái thứ bẩn thỉu nhất ông ấy lôi về nhà ông chữ. Và khi mà bà ấy không chịu được như thế thì bà ấy đã ly dị ông ấy và nuôi tiếp ba đứa con này, và nhận thêm những đứa con tiếp về nuôi, nhận thêm những đứa con về nuôi, những đứa con không cha, có cha có mẹ, nhưng mà người ta, nhưng những cái đứa đó nó bị dung hình an thu lại bởi vì bố mẹ không được quyền nuôi, bố mẹ nuôi con ẩu quá, không chăm sóc đến con, thế là người ta đưa đến để cho bà ấy nuôi. Và cho đến bây giờ, đợt vừa rồi tháng trước bà đi đến trị liệu ở chỗ mình thì là bà đã có bốn, bà nuôi 48 đứa con, 48 đứa con, và bà mua 12 căn nhà và để những căn nhà đó cho những đứa trẻ đó sống. Và hàng ngày bà đi ô tô đến từng nơi để xem con cái, các con, những cái đứa con nuôi của mình như thế nào. Và trông bà thì rất là to béo và trông rất là tội nghiệp, bởi vì bà đã hy sinh, bà đã hiến dâng, bà hiến dâng cả cuộc đời mình. Và mình đã có cái video mình quay, mình interview của bà ấy, các bạn có thể xem. Thì nếu mà mình làm với một cái tâm phán xét, với một cái tâm lúc nào cũng cho rằng mình hơn, mình tốt đẹp hơn, mình đẹp đẽ hơn, mình coi thường những cái người, người ta xấu xí như vậy, người ta bẩn thỉu trong ở bên ngoài như vậy, thì mình không thể hiểu được cái ken ở bên trong, cái rễ, cái gốc rễ ở bên trong người ta tâm Phật như thế nào, người ta tốt đẹp như thế nào, cái bản chất của người ta tốt như thế nào, mình không hiểu được. Cho nên là mình phải bỏ cái tâm phán xét đi, không bao giờ phán xét người khác. Trước đây khi mình mới bắt đầu mình làm ấy thì mình cũng có cái đó, nhưng mà may rằng mình đã chỉnh sửa, mình đã tu sửa hàng ngày để mình biết rằng à, trong mỗi người đều có diamant, đều có vị Phật ở trong đó, có Phật ở trong đó. Và điều đó là quan trọng. Và mình kể tiếp đến bà này thì khi mình hỏi là tại sao, với cái sức mạnh nào mà bạn lại có thể làm được một cái công việc to lớn như vậy. Và bà ấy đã kéo được hơn 30 người cũng đồng tâm hiệp lực cùng vào giúp sức, chung tay giúp sức cho bà. Và bà đã thành là chủ của một cái doanh nghiệp hơn 30 công nhân chuyên môn chăm sóc nuôi nấng những đứa con mà những đứa con mà không có cái sự chăm sóc đầy đủ của cha mẹ như thế đem về nuôi. Mình phải biết rằng cái tình yêu thương và cái trái tim của bà ấy rộng lớn vô cùng. Và như vậy thì mình vẫn còn quá là ít so với bà ấy. Thế thì điều thứ nhất mình muốn nói đến, khi mà mang thai thì mình không nên hạo thai. Biết được cái tin đấy thì nếu mà mình chưa đủ lực thì mình kêu gọi những người xung quanh giúp mình. Và biết rằng cái đứa bé ở trong bụng ấy nó thế nọ thế kia thì mình có thể kết nối với con, mình nói chuyện với con, mình tâm sự với con trong cái thời gian dưỡng thai và đưa yêu thương hơn nhiều vào cho nó. Và các bạn sẽ thấy những cái điều kỳ diệu xảy ra. Đó là điều thứ nhất mình muốn gửi đến các bạn. Và thứ và những cái người, mình là những người bậc làm cha làm mẹ, là những người xung quanh, thì nên hướng dẫn cho con mình
giáo dục cho con mình những cái luật nhân quả và biết rằng khi mà có những cái tin tức đó, khi mà mang thai thì giữ gìn và nuôi dưỡng nó. Thứ hai là khi mà đã chót nạo phá thai rồi thì mình biết rằng vì những cái nỗi sợ hãi đó mà mình làm, vì những cái nỗi lo lắng đó mà mình làm, bây giờ mình biết rằng mình phải sám hối. Thì mình sám hối bằng cách nào? Mình sám hối bằng cách mình làm những điều tốt, mình làm những điều lành, mình suy nghĩ những điều lành, mình nói những điều lành, và để những cái năng lượng tốt đẹp nhất, tích cực nhất mình hồi hướng cho đứa con đó. Đó là cách chuyển nghiệp nhanh nhất mà các bạn không cần phải trông mong cái sự chờ đợi của ai hết. Các bạn có thể làm ngay lập tức được. Làm ngay lập tức được. Trước kia thì mình có thể là khi mà mình chữa lành thì mình có thể là phải thắp hương lên, mình phải cầu khẩn, mình gõ chung, mình làm nọ làm kia. Nhưng khi mà mình đã kết nối với nguồn, mình kết nối với cái tâm, với trái tim của mình rồi, thì mình có thể đưa những cái yêu thương vào. Mình đưa những cái yêu thương vào và mình định tâm lại. Mình biết rằng mình đang có mặt ở đây vào lúc này, và bây giờ mình đang làm gì, mình đang nói gì, mình đang hành động gì, mình đang suy nghĩ gì. Và khi định tâm như thế thì mình sẽ làm được những cái điều tốt nhất và hồi hướng những cái điều đó cho con cái mình. Và không phải đi là cúng bái và đi lên lễ lạt cầu xin điều nọ điều kia. Tất cả đó là ở trong mình, và tất cả những cái điều đó là quá khứ, thì mình hãy để lại nó đằng sau. Mình đem ra ánh sáng, để mình đem ánh sáng, mình đưa ánh sáng, đưa năng lượng, truyền tất cả những cái tình thương yêu vào cái điều mình đã làm. Thank you, sorry, I love you, please forget me. Cảm ơn con đã có mặt, đã sinh ra trong cuộc đời này, hoặc là chưa sinh ra trong cuộc đời này. Và rất đáng tiếc là mẹ đã phá nạo thai con vì cái nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi gì đó của cha mẹ. Và mẹ xin rằng con hãy tha thứ cho mẹ. Và mẹ xin sám hối. Rất đáng tiếc là mẹ đã làm cái điều đó, nhưng mà bây giờ mẹ biết lỗi lầm của mình, cha mẹ biết lỗi lầm của mình, và hãy tha thứ cho mẹ. Hãy tha thứ cho mẹ, và mẹ sẽ làm những cái điều tốt đẹp nhất mẹ gửi đến cho con, hồi hướng cho con, công đức cho con. Và bây giờ, ngay bây giờ đây, khi mà mẹ đưa những cái ánh sáng, những cái năng lực yêu thương chuyển đến cho con, thì con sẽ là người luôn luôn ở trong trái tim của mẹ. Và lúc nào mẹ cũng có thể kết nối với con được. Và con sẽ là thiên thần của mẹ, luôn luôn đi giúp đỡ mẹ mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, lúc nào mẹ nghĩ đến con. Và khi xong thì mình có thể lút lá xin, mình buông cái điều đó, và mình tập trung với những cái gì hiện tại, với những đứa con đang sống bên cạnh mình. Và nhiều khi mình lo lắng quá, mình buồn quá, mình không làm được những cái công việc của mình, công việc của mình nó trễ nải, hoặc mình không có thời gian để mình nghĩ đến, mình chăm lo đến những cái đứa con đang hiện hữu trước mặt của mình. Và mình hãy đưa yêu thương, đưa sự chăm sóc vào cho những cái đứa con đang hiện hữu với mình, những người xung quanh mình, những người chồng, người vợ. Và kết nối gốc rễ, cội rễ là của gia đình. Gia đình mình là cội rễ, cho nên hãy đưa vào yêu thương và chăm sóc chính gia đình của mình. Hãy nói năng những từ ngữ như thế nào, như là nước chảy, như là nước chảy. Và khi nước chảy đến đâu thì cuốn tan những cái bẩn thỉu
thiểu những cái rác rưởi đi, để rai ni cung, để làm sạch cho mình, để làm sạch từng tế bào của mình. Và khi mình nói những cái lời nhẹ nhàng, những cái lời êm ái như dòng nước, thì làm đá cũng phải mòn. Thì bạn nói những cái điều có lý, những cái điều chân tình, thì người vợ, người chồng, người con nó có cứng quá đi chăng nữa, nhưng nó cũng phải nghĩ lại, à đúng rồi, mẹ nói đúng rồi, em nói đúng rồi, anh nói đúng rồi. Đó là cái mình làm được ngay, mà mình không phải trông chờ, trông đợi, trông mong vào người khác. Và cái sự nạo thai này không chỉ riêng cho người phụ nữ bị đau đớn, bị cảm xúc dày vò, và chính những người đàn ông, những người cũng đóng góp vào trong cái sự việc này, không có thể gọi là buông trôi, có thể gọi là không phải trách nhiệm của tôi. Này, không phải điều đó. Các bạn không thể rũ bỏ cái trách nhiệm của mình đơn giản như thế được, mà bạn có một phần trong đó. Bởi vì khi trong quá trình trị liệu thì mình cũng có những người đàn ông, có những người cha đến trị liệu, và người ta rất là đau đớn trong lòng. Người ta đau đớn trong lòng khi đứa con của mình, đứa con không được sinh ra, và người ta, và những cái đứa con ấy nó cứ mắc, nó dính mắc ở trong cái phần hào quang, ở cái phần năng lượng của người cha nữa. Và những cái phần hào quang của mình đây, dường như mình không như thế, nhưng mà tất cả những cái việc nói, hành động, những cái suy nghĩ của mình, nó đã spicer ở trong cái vùng hào quang này của mình, cái aura này của mình. Vậy thì khi những người, người cha, người đàn ông đến, và mình cũng đã làm cái quan thèn hai lung, tức là cái lượng tử hai điểm, để làm sạch, để làm cho người cha hiểu rằng được mình cần phải sám hối, mình cần phải có trách nhiệm với đứa con của mình, và mình yêu thương đứa con của mình, không phải là một phát phủi tay. Và cũng như vậy, vô tình chung, rất nhiều người đàn ông, rất nhiều người cha có những cái băn khoăn, có những cái lăn tăn, có những cái suy nghĩ, tại sao mình cứ bất ổn, mình không ngủ được, mình có những cái điều nọ, điều kia xảy ra trong cơ thể của mình mà mình không nhận ra, không nhận được, biết được cái điều đó. Thế cho nên là nếu các bạn nào không nhận ra được điều đó, chưa biết được điều đó, và các bạn muốn có một cái sút chân rong, tức là có một cái không gian riêng để bạn có thể chia sẻ, bạn có thể tâm sự, bạn có thể nói ra cho mình những cái nỗi đau, những cái bức bối, những cái bế tắc ở trong cơ thể, thì các bạn có thể vào đặt những cái timing để mình tư vấn coaching riêng cho các bạn. Và khi mà trong một cái không gian như vậy thì người ta cảm thấy yên tâm hơn, người ta có cảm thấy rằng à, ở trong cái không gian này mình được an toàn, mình được che chở, và có thể người ta có thể xả ra, người ta có thể nói ra được những cái gì người ta bức bối ở trong lòng, thì mình sẵn sàng mình giúp đỡ ở trong cái những cái người như vậy. Và có rất nhiều người, người ta nhạy cảm, có rất nhiều người, người ta nói ra được, nhưng có rất nhiều người, người ta cứ ôm ở trong lòng, người ta không nêu được những cái cảm xúc đó ra, người ta không nói được những cái cảm xúc đó ra, thì những cái cảm xúc ấy tự nhiên nó sẽ bế tắc, nó sẽ dồn những cái cục năng lượng bế tắc ấy lại. Thì mình có những cái khoảng không để mình có thể chia sẻ cho các bạn, những cái bạn đó, để mình có thể coaching, để mình có thể tư vấn cho các bạn trong một cái không gian đó, nếu các bạn muốn. Rồi, và khi những cái người đàn ông như vậy, những người làm cha, những người đàn ông, những người con trai như vậy, thì không thể tránh khỏi những cái vấn đề xảy ra trong cuộc đời. Có những cái đứa con riêng, có những cái đứa con rơi, có những cái đứa con mà mình không nhận. Có những cái người đàn ông mà người ta, tại sao người ta lại phai lịch đến như thế?
người ta không dám nhận đứa con mình sinh ra như vậy. Mặc dù những đứa con đấy đến, tìm đến với người cha, muốn kết nối với người cha, muốn tìm lại gốc rễ, cội nguồn nơi đâu đã sinh ra mình. Và những cái người cha như vậy, người ta lại từ chối. Tại sao lại có thể như thế được? Thế nhưng mà nhân quả thì không thể chạy đi đâu được, không thể chối cãi, không có thể có thể che giấu được. Và những cái người đàn ông như thế thì sao? Người ta bị bệnh, người ta phải nằm một chỗ, người ta không nói được ra cái điều này, bởi vì người ta cảm thấy xấu hổ, người ta cảm thấy nếu mà mình nói ra thì gia đình của mình sẽ tan vỡ, người vợ của mình không hiểu mình, sẽ coi thường mình, sẽ không yêu mình như trước kia nữa. Và những đứa con của mình nó sẽ coi thường mình như thế nào. Và sau đó thì người ta chết, những cái chết rất là đau khổ, rất là ngậm ngùi, rất là buồn tủi. Mình đã được trải nghiệm những cái chết đó, mình đã được đi qua những cái chết đó để mình biết được, mình nói ra những cái điều này để những người đàn ông tự tin lên. Hãy tự tin lên và hãy nhận lấy những cái việc mà mình đã làm để mình vượt qua cái điều đấy, mình vượt qua cái ngượng ngùng của mình, cái xấu hổ của mình, và mình nói ra những cái điều đó, mình đón nhận cái điều đó, mình chấp nhận cái điều đấy. Và người vợ của mình, người con của mình cũng sẽ tha thứ cho bạn, sẽ tha thứ cho bạn khi bạn nhận ra được điều chính nghĩa, được những cái chân lý, tất cả những điều đó trong cuộc đời tại sao xảy ra đến với bạn, bạn làm điều đó để làm gì, và khi bạn làm điều đó để bạn học những bài học trong cuộc đời này, bạn học những bài học trong cuộc đời này để yêu thương nhau hơn, để kết nối với nhau nhiều hơn, biết rằng tất cả chúng ta là một, tất cả chúng ta là một, tất cả là sẽ đi về nguồn, từ cái nguồn ấy ra, từ cái nguồn ấy ra và cũng đi về nguồn. Và khi bạn nhận ra được cái điều đấy rồi thì bạn không còn sợ hãi nữa, bạn không còn xấu hổ nữa, và bạn đón nhận nó, bạn chuyển hóa nó, bạn sám hối cái điều đó, bạn chuyển hóa nó đi để bạn có thể bình an với nội tâm của mình. Và khi bình an với nội tâm của mình thì cái năng lượng bình an, năng lượng hòa bình, năng lượng của an lạc, của sự, của niềm vui, niềm vui hàng ngày đón nhận được từng giờ, từng phút, từng giây mình đang sống đây, mình đang được hưởng thụ những cái mà thiên nhiên ban tặng đây, mình biết ơn đến chừng nào. Thế cho nên là mình tin rằng khi nhận ra được những này, những người bạn trai, những người đàn ông sẽ thay đổi, sẽ chuyển hóa ngay. Và mình tin rằng không người vợ nào có thể ở trong cái thời điểm này, người ta có thể chê trách bạn, người ta có thể oán giận bạn, người ta có thể ghen tuông với bạn. Người ta sẽ đón nhận cái sự sám hối của bạn, bởi vì người ta biết rằng bây giờ mình đang được sống với chồng mình hạnh phúc với chồng mình, thì tại sao mình không có thể tha thứ được cho anh ấy, đúng không? Ok. Rồi các bạn tự trải nghiệm điều đó nhé. Các bạn sẽ chuyển hóa đi thì cái an lạc nó sẽ đến với các bạn. Và khi các bạn an lạc thì cái hệ miễn nhiễm dịch của các bạn sẽ được tăng lên, và những cái bệnh tật của bạn sẽ được lành, những cái tế bào của bạn sẽ được làm mới, và sẽ được tẩy rửa bằng những cái ánh sáng, bằng những cái nguồn ánh sáng này chiếu vào. Và khi những cái ánh sáng này nó chiếu vào đến đâu thì những cái bóng tối nó sẽ được che lấp đi. Và như vậy hãy chiếu những ánh sáng, và các bạn hãy tỏa những cái ngọn đèn, những cái ánh
ánh sáng ở trong tâm các bạn ra. Và mình rất vui khi những người khách đến với mình, người ta nói rằng là không hiểu sao bạn đã làm gì mà tôi trở thành một cái con người mới. Và mình luôn 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 nói với các bạn là tất cả những ngọn lửa đang có ở trong bạn rồi. Tôi chỉ là người có nhiệm vụ được giao là ấn vào cái nút, ấn vào cái nút đó để cho những ánh sáng của bạn thắp lên. Và khi ánh sáng của bạn thắp lên, sáng tỏa đi khắp nơi thì sẽ lan tỏa những cái ánh sáng đi muôn nơi các bạn nhé. Xem cái gì mình cần phải chia sẻ thêm cho các bạn nữa. Luôn luôn nói với các bạn. Các bạn trong khi chờ đợi mình một chút thì là có thể viết ra những câu hỏi, những điều gì các bạn muốn hỏi thì các bạn có thể viết ra cho mình nhé. Rồi, vừa rồi là mình nói đến cái sự mang thai. Cái sự mang thai như thế nào, mình nên giữ như thế nào, mình quyết định như thế nào. Và những cái việc nạo thai mình cũng đã chia sẻ với các bạn, mình cũng các bạn có thể thay đổi như thế nào được thì các bạn có thể xem lại nhé. Và những cái mà chia sẻ cho những người mẹ và cho những người cha, không chỉ đổ lỗi riêng cho người mẹ mà người cha cũng có ở trong quá trình đó, thì người cha sẽ sám hối bằng cách nào, cũng như những cái phương pháp mà mình đưa cho vừa rồi, mình vừa nói với các bạn nhé. Và cách hóa giải thì mình đã nói với các bạn rồi. Và trong cái quá trình mà những cái người đàn ông ấy không nói cái sự thật, không nói cái va hai cái sự thật là mình đã có những cái đứa con rơi con vãi thế nọ thế kia, thì mình không xứng đáng là một đấng nam nhi, đúng không các bạn? Mình làm tất cả mọi việc trong cuộc đời này đều là những bài học trải nghiệm trong cuộc đời này, trong lần đầu thai này. Và khi đã là trải nghiệm rồi thì mình phải có trách nhiệm 100% với những cái trải nghiệm đó. Và mình đừng nghĩ rằng ôi tôi có lỗi, tôi có lỗi, tôi có lỗi, tôi có lỗi. Và khi mà mình nghĩ rằng tôi có lỗi, ich bin schuld, ich bin schuld, khi cái lỗi lầm này mà bạn nghĩ rằng đó là lỗi lầm của mình thì nó sẽ kéo những cái năng lượng của bạn tụt xuống. Và khi mà bạn nghi ngờ, bạn đau khổ, khi bạn buồn chán, khi bạn thất vọng, tất cả những
những cái năng lượng đó đều kéo bạn xuống, tụt xuống. Cho nên là cách tốt nhất là gì? Cách tốt nhất là mình chuyển hóa. Và cái thời điểm này là cái thời điểm cực kỳ tuyệt vời, thời điểm vàng cho tất cả những người muốn mở rộng tâm linh của mình, muốn mở ra cái con đường của mình, tìm hiểu thêm về tâm linh. Tại sao mình xuống cuộc đời này? Tại sao mình có mặt ở đây? Nhiệm vụ của mình ở trong cuộc đời mình, cuộc đời này là gì? Kế hoạch của mình là gì? Kế hoạch trong cuộc đời mình làm những gì? Và khi mình từ đâu đến và mình sẽ đi về đâu? Khi vấn đề đấy, mình hiểu được cái vấn đề đó thì tất cả mọi việc nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Nó như là đi trong dòng chảy, nó cứ trôi trôi. Và khi mình kết nối với con hóa thân của mình, với cái bản thể của mình, với cái nguồn của mình, ngay lập tức, chỉ trong sát na thôi, trong giây phút đấy, bạn đã chuyển hóa. Bạn biết mình là một con người mới. Tất cả các cái tế bào của bạn được đổi mới, được nạp những chương trình mới, được nạp những cái dữ liệu mới. Bạn hôm nay không phải là bạn của ngày hôm qua. Bạn ngày hôm nay không phải là của một phút trước. Bởi vì khi nghe mình nói, khi ở trong quá trình trị liệu này, thì bạn cũng đã thay đổi. Những cái năng lượng của bạn đón nhận, những cái năng lượng của sự từ bi, của trí tuệ, của sự hiểu biết, của nhận thức đã làm cho bạn thay đổi ngay lập tức. Vậy thì nếu mà bạn nào chưa kết nối được thì mình sẵn sàng kết nối với các bạn qua Viber, qua Skype, qua nhắn tin để mình có thể giúp đỡ các bạn trên một cái đoạn đường ngắn ngủi. Trước khi mà kết thúc cái xích xung này, cái buổi kết nối của ngày hôm nay, thì mình đã cảm thấy mình đã nhẹ đi được rất nhiều rồi. Mình đã nhẹ đi được rất nhiều rồi bởi vì mình đã chia sẻ những gì mà những cái đứa trẻ nó chưa được siêu thoát, nó còn đang ở xung quanh đây, nó còn đang ở nó còn đang bị vướng mắc, nó đang dính ở trái đất này. Thì tin rằng với cái buổi xích xung này thì mình sẽ đưa những cái sinh linh đó, những cái linh hồn đó, những cái đứa trẻ đó, linh hồn của những cái đứa trẻ đó đưa vào ánh sáng và đưa chúng trở về nguồn với những ánh sáng năng lượng tốt đẹp nhất của mặt trời ngày hôm nay, của cái không gian yêu thương bao la này, đưa chúng về đó. Và tin rằng mình đã hoàn thành cái công việc của ngày hôm nay, và mình khi mà làm được cái video này thì cái sự chữa lành đã xảy ra trong quá trình của cái video này. Thì các bạn có thể chia sẻ những cái video này cho thật nhiều người, thật nhiều người, để những cái linh hồn còn đang vương sẽ được đưa về ánh sáng. Và lúc đó thì người mình sẽ nhẹ nhàng đi biết chừng nào, như là mình đã được buông tất cả những tảng đá, những cái gánh nặng, những cái bế tắc về cảm xúc đã được buông xuống. Và điều quan trọng là mình muốn chia sẻ đến các bạn, đó là cái điều chấp nhận những cái điều xảy ra thì cần phải xảy ra. Và tất cả những cái đó là những cái bài học cho mình, những cái bài học cho mình trong cái hành trình tâm linh này,
trong cái hành trình mà linh hồn của mình đã xuống trái đất này muốn trải nghiệm. Và hãy chuyển hóa bằng những cái việc thay đổi cái nhận thức của mình cho nó sáng lên, cho nó hiểu biết nhận thức rộng hơn nữa, hiểu biết về những cái thế giới xung quanh mình, cảm nhận rằng nó không hiện hữu được, nhưng mà mình có thể cảm nhận được. Mình cảm nhận được. Và khi chưa cảm nhận được thì mình cũng có thể sẵn sàng giúp đỡ các bạn để có được cái trải nghiệm đó. Và khi mới đây hôm trong tuần này mình đã làm cái fan hai lung cho người ở xa, thì lúc đầu người ta bảo là người ta không cảm nhận được. Người ta không cảm nhận được điều đó. Nhưng mà khi mình nhắm mắt lại, mình đặt tay lên trái tim, mình kết nối với trái tim và lắng nghe xem trái tim của mình muốn nói với mình điều gì. Và hãy tưởng tượng ra rằng như hàng triệu 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 bông hoa hồng đang tuôn ra, đang nở ra từ trong trái tim mình. Hàng triệu bông hồng, triệu bông hồng, mùi thơm ngây ngất, mùi thơm ngây ngất, và màu đỏ rực của sức mạnh, của lòng dũng cảm, của sự tự tin rằng mình sẽ tin vào chính bản thân mình. Hãy tin vào chính bản thân mình, tin vào bạn bè mình, tin vào cả cái thế giới bao la rộng lớn này tươi đẹp biết chừng nào. Và hãy mạnh mẽ lên. Bạn là độc nhất vô nhị. Bạn có những cái tài năng đặc biệt mà ở trên đã trao tặng cho bạn. Hãy đặt tay vào trước ngực và cảm nhận rằng, nhận biết ra rằng mình có những khả năng gì đặc biệt, để lôi những cái khả năng tiềm ẩn đó ra, để mang ra phục vụ cho mình, cho chính bản thân mình, cho gia đình mình, cho con cái mình, cho dòng họ mình, cho đất nước mình, cho dân tộc mình và cho toàn thể nhân loại. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã vào lắng nghe những chia sẻ của mình. Và mình rất vui khi nhận được những trải nghiệm của các bạn sau cái buổi diễn dung này. Và mình tin rằng mình đã thắp được một ngọn lửa ở trong trái tim của các bạn. Thank you. Sorry. I love you. Please forget me. Em là thiên thần của chị. Em luôn luôn đi theo, ủng hộ và giúp đỡ chị trong mọi trường hợp, trong mọi điều kiện. Và cái tình yêu vô điều kiện của các em, chị luôn luôn cảm ơn. I love you, I love you, I love you. Cảm ơn những tình yêu của các bạn đã dành cho mình ngày hôm nay.